Thơ nhắc riêng cho tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Sửu, tuổi Mùi, tuổi Mẹo, tuổi Thân và tuổi Tý. Hạn tam tai thì tai bay quả gửi, hạn thái tuế thì kiệt quệ tiền tài. Người thì bị hạn xe cộ thiệt thân, người bị tiểu nhân quấy phá mất hết tiền mất hết việc, mang tiếng thị phi quan trái, ngay cả tình duyên cũng bị rạn nứt, đắng cay không ai thấu hiểu. Bước sang tuần sau, tức tính từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 dương lịch, đây là tuần đỉnh điểm của hạn tam tai và hạn thái tuế, nên các bạn đi nhẹ nói khẽ cười duyên, cần phải nhường nhịn tất cả, có kiện tụng nên hòa giải, tránh đầu tư lớn kẻo mất hết tiền của, đi đứng xuất hành, cẩn thận hạn xe cộ thiệt thân. Trong tình duyên nên nhẫn nhịn để mọi việc tốt đẹp, trong tuần này tu khẩu và kiên nhẫn tránh nóng tính bốc đồng. Nốt tuần sau nữa thôi là vận hạn tam tai thái tuế sẽ đi vào hồi kết, sẽ nguôi dần đi vào quỹ đạo. Nốt tuần sau nữa là qua cơn bi kịch tới hồi thái lai, hưng thịnh trở lại. Những tuổi này xả vận xui mạnh tại đây và chúc cho các bạn hanh thông thuận lợi.